Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi tiếp tục giới thiệu với các bạn một phần mềm và Sayatu, đó là phần mềm tạo karaoke. Và tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra một cái bản karaoke để các bạn sẽ tự tạo để chúng ta hát cũng như là gửi cho bạn bè. Để làm được một cái bản karaoke thì chúng ta cần phải có những cái phụ kiện kèm theo chuẩn bị như sau. Trước tiên là chúng ta sẽ phải có một cái bản nhạc của cái bài hát ấy. Thứ hai là bản nhạc beat. Thì cái bản nhạc beat này chúng ta có thể là tự tạo hoặc nhờ ai đó thiết kế, hoặc chúng ta có thể tải trên mạng. Nó rất là nhiều nguồn để chúng ta sẽ có. Vậy thì chúng ta sẽ phải có cái bản beat này. Thì thứ ba là ảnh nền xanh. Thì cái ảnh nền xanh này mục đích để chúng ta tí nữa chúng ta sẽ chèn lời bài hát và để bóc tách cái lời với nền để chèn vào tạo karaoke. Cái thứ tư là chúng ta phải có cái video nền. Cái video nền này thì chúng ta có thể lên một số cái trang, tí nữa tôi sẽ giới thiệu với các bạn một cái trang để tải những video miễn phí. Hoặc chúng ta có thể đưa những cái ảnh chúng ta vào chúng ta làm. Thứ năm đó là phần mềm Sayatu mà tôi vừa nói lúc đầu ạ. Đây là cái phần mềm nó rất nhỏ gọn và cũng tiện ích và cũng khá là hay. Cái thứ sáu là phần mềm Freemosa 9, chúng ta cũng phải cài vào máy. Và cái bản Freemosa này là nó dùng cho bản 64 bit, chúng ta sẽ phải cài máy, chúng ta phải có đảm bảo bản 64 bit chúng ta mới dùng được. Đây là những nguyên liệu chúng ta cần để chúng ta có thể tạo ra một cái bản nhạc beat. Đấy, và sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn. Đấy, trước tiên chúng ta đã có những cái bản nhạc beat này rồi. Đấy, và chúng ta phải có thêm nữa là phần nữa, đó là phần lời của bài hát. Đấy, lời của bài hát. Đây là lời của bài hát, chính là bài hát Phụ Nữ Làng Tôi do nhạc sĩ Trọng Khiêm và phổ thơ của nguyên nhà giáo Tạ Đình Hạp, trước là dạy trường Cao đẳng Sư phạm, bây giờ thầy đã nghỉ hưu và hiện tại đang sống ở Dinh Độ. Vừa rồi thầy cũng viết một số bài hát và được phổ nhạc, đó là một số bài viết về quê hương Dinh Độ, rồi là bài Phụ Nữ Làng Tôi này, rồi là bài một bài nữa Tự Hào Tuổi Cao Niên Dinh Độ. Đấy, ba bài là thầy đã viết và tôi giúp thầy tạo ra những cái bản karaoke để cho mọi người có thể hát và phổ biến được bài này là rộng rãi hơn trong những cái dịp lễ hội này, rồi là trong cái dịp mà người cao tuổi các cụ có thể hát bài Phụ Nữ Làng Tôi hoặc là những cái bài Tự Hào Tuổi Cao Niên xã Dinh Độ. Đấy, thì chúng ta phải có cái lời bài hát này, đây là lời bài hát. Đấy, thì chúng ta sẽ copy cái lời bài hát này vào, chúng ta copy lời bài hát, chúng ta sẽ mở một cái notepad lên, à cái quên, xin lỗi, là cái text document. Chúng ta mở ra và chúng ta paste cái lời bài hát vào đây. Thế vậy nếu mà để cái lời bài hát nó dài như thế này thì khi lên video là nó sẽ hơi bị dài. Và thường thường trên video nó sẽ để làm hai dòng. Để làm hai dòng. Và cái bài hát này nó có hai đoạn thì chúng ta sẽ copy làm đôi ra. Đấy, làm đôi. Đấy, làm đôi này để chúng ta hát xong rồi nó sẽ tiếp tục nó trở lại. Nhưng để nói tiếp lúc nãy đó là cái này nó hơi dài thì như vậy. Trong karaoke nó có hai đoạn. Đấy, tách ra hai đoạn, đoạn trên đoạn dưới tí vào phần tôi sẽ hướng dẫn. Thì chúng ta sẽ phải tách nó ra. Ví dụ bài hát nó hát là bao bao đời một nắng hai sương ngoạn, thì đấy, đoạn đầu là bao đời một nắng đấy, thì chúng ta sẽ tách
ba đời một da nắng hai xương ở phần dưới. Thế như vậy thì chúng ta sẽ dễ hát hơn, và câu dưới như vậy chúng ta sẽ tách nó ra. Và các bạn lưu ý khi đầu video á, trong cái phần mềm này nó đã tự có cái phần đó là cái biểu tượng ca sĩ này, hoặc là dấu chấm 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 đấy, xong hoặc là 321. Nếu chúng ta cần ra đánh dấu chấm ở đây, hoặc là ta đánh là số 321 để người ca sĩ biết để chuẩn bị vào để hát. Nhưng tuy nhiên trong này nó có sẵn rồi, tôi không cần đánh nữa. Thế như vậy là chúng ta phải tách đoạn ra, ngắt đoạn hết cái lời bài hát này. Thì ở trong này tôi đã tạo sẵn một cái bản rồi. Trong này tôi tạo sẵn một cái bản. Đây, phụ nữ kia tôi đã tạo sẵn đấy rồi. Đấy, tôi đã tách sẵn đây. Đấy, và chúng ta sau khi chúng ta làm xong thì chúng ta vào server để ta lưu lại cái này. Đấy. Thì trong này tôi đã chuẩn bị rồi, đó là một cái file nhạc này, video nền này, video xanh này. Đấy, và nhạc beat đây. Đấy, là ta chuẩn bị như thế. Thế bây giờ chúng ta bước vào bắt tay người ta làm. Khi ta đã chuẩn bị đầy đủ các cái yêu cầu cần có thì chúng ta sẽ cho nó làm. Trước tiên là chúng ta sẽ mở cái phần mềm Xe Tool lên. Đây là cái phần mềm Xe Tool. Tôi sẽ để cái link down cái phần mềm này ở phía dưới của cái video để các bạn vào xem, thì các bạn sẽ tải cái phần mềm này về và sử dụng. Và lưu ý là trong quá trình sử dụng cái phần mềm này ấy, là nó cũng hay bị lỗi. Đấy, ví dụ như tôi vừa mở đấy, là nó vụt mất đi. Chúng ta có thể mở lại, nếu mà lỗi quá thì chúng ta có thể gỡ ra và ta cài lại cái phần mềm này. Phần mềm nó cũng nhỏ nhẹ thôi, nó rất là nhanh. Đây là giao diện phần mềm. Thì trong giao diện phần mềm này nó cũng rất là dễ sử dụng. Đây này là các ứng dụng của nó, tí tôi sẽ hướng dẫn. Và nó có cái phần đó là chèn video này, chèn nhạc này, chèn chữ. Thì đây, thứ nhất là ta chèn cái đoạn video mà đoạn nhạc ấy mà chúng ta cần làm ấy. Đấy, ví dụ tôi chèn bài vào đây. Và nó hỏi là bạn có muốn thay đổi kích thước của nó không? Thì tôi nói là không thay đổi. Để nguyên cái bản HD video này. Sau đó chúng ta sẽ chèn, đó là chèn đến phần lời. Đấy, phần lời ta bấm OK. Thì trong cái phần này là chúng ta sẽ phải chọn, ta nhìn đến phần basic này. Đấy, chữ modern này. Đây là one, một dòng. Chúng ta chọn là hai dòng. Đấy, và đây ta để là rồi hai dòng. Đấy, bắt đầu từ bên trái. Rồi, các thông số ta đều có thể thay đổi lên xuống hoặc là các vị trí khác nhau. Còn phần tiếp theo chúng ta có thể nhìn thấy này, phần size này, đấy chính là phần chữ, ta có thể cho to lên để cho dễ hát. Ta để chuột vào đây, ta kéo to lên, ta căn chỉnh nó vừa phải thôi. Đấy, làm sao nó phù hợp nhất là chúng ta sẽ có cái chữ. Và ta để ý phía dưới đây là chữ, này là chữ trắng và viền của nó là viền màu xanh. Đấy. Và phần bóng đổ của nó, để ta nhìn, các bạn đã nhìn này, bóng đổ màu đen, ta có thể chọn màu khác, ta chọn màu khác được. Và có cả cái phần mà chúng ta chọn là khi hát đến đâu thì nó sẽ chuyển sang màu gì, thì trong này cũng có, đây là chuyển sang màu đỏ. Đấy. Màu đỏ và viền trắng. Và rất nhiều các cái thông tin khác thì các bạn có thể sẽ tìm hiểu trong phần mềm này. Các bạn sẽ tìm hiểu trong cái phần mềm này. Đấy, sau đây thì tôi sẽ ghi lại cái bản karaoke này với những cái dòng chữ ở trên. Bằng cách là chúng ta sẽ bấm vào nút record này. Trong quá trình chạy, các bạn hãy nghe này, đây là cái bản nhạc và tôi đưa một cái bản nhạc là có lời. Có lời sẵn vào đây để chúng ta dễ làm, khi hát đến đâu chúng ta sẽ chèn cái lời vào đó.
đấy là những cái bạn nào không chuyên nghiệp thì chúng ta chèn cái lời bài hát, còn nếu mà những ai đó chuyên nghiệp và thạo rồi thì người ta không cần phải chèn cái lời này, người ta chỉ chèn cái nhạc beat thôi, và người ta nghe, người ta biết được hát cái đoạn nào và ta chèn thì nó sẽ chuyên nghiệp hơn và dễ hơn. Nhưng tuy nhiên là trong tôi hướng dẫn cái bài này là đối với một số người nó chưa thạo lắm, thế cho nên là tôi vẫn để cái lời bài hát. Để tôi lấy ví dụ, vậy là vẫn có lời để chúng ta tí chúng ta chèn chèn cái video bạn vào nghe điện thoại và bố đang bật đang ghi, thì chúng ta sẽ tí chúng ta sẽ đánh cái nội dung này vào đây. Thì tí nữa chúng ta sẽ lưu vào trong cái phần này. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm, thì trước khi làm cái này thì chúng ta sẽ lưu ý này, trên bàn phím là có phím cách ấy. Trên bàn phím có phím cách thì chúng ta sẽ để ý khi nào hát đến chữ bao thì chúng ta sẽ dí một cái cách, đến chữ đời ta dí một cách nữa, và đến chữ một cứ như vậy chúng ta dí. Nhưng các bạn phải để ý khi cái câu nào mà ca sĩ người ta ngân dài ra thì chúng ta phải giữ phím cách, khi nào hết ngân ta mới bỏ. Đấy, hết ngân ta mới bỏ. Thế như vậy bây giờ chúng ta sẽ làm bảo đây, bắt đầu chúng ta sẽ làm. Tôi lấy ví dụ là bắt đầu ta bấm vào Start Record, bạn lưu ý nha, khi nó hát đến chữ nào thì chúng ta sẽ bấm cách tìm đấy, cứ lần lượt. Vậy là tôi sẽ làm thử cho các bạn một đoạn thôi, và nếu mà làm hết thì rất là lâu, cũng mất thời gian, thế cho nên là các bạn sẽ tự tìm hiểu. Còn cái phần này tí tôi đã làm sẵn rồi, tí tôi sẽ chèn vào, còn bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn thêm một chút. Đó là quá trình chúng ta làm mỗi lần một phím cách là nó sẽ ghi cái từ xuống đây. Và trong quá trình ghi ấy, các bạn mới làm thì có thể là các bạn chưa quen,
và chúng ta sẽ bấm, có thể nó chưa đúng với cái nhịp của lời bài hát. Đấy, sau đây thì chúng ta sẽ nghe lại, và nếu nó chưa đúng thì ta có thể chỉnh nó sớm lên hoặc là chậm lại, hoặc làm sao cho nó vừa với cái lời của ca sĩ, có thể ngân dài hoặc là nó kia, chúng ta sẽ đều phải làm. Và bây giờ chúng ta sẽ thử nghe. Đấy, ví dụ cái chữ bao đời này là chạy hơi muộn, đúng không ạ? Chạy hơi muộn. Chữ bao đời nó phải ra ngoài này. Thế vậy chúng ta phải di chuyển cái chữ bao này ra một chút. Đấy, như vậy ta điều chỉnh được. Bao đời một nắng hai sương, giá nghiệp gần thôi dùng vườn sang thôi. Cánh thư gà gây sông thôi, bước ca bước thấp trong trời tối bừng. Treo lên thanh tiêu dây trời. Video mà chúng ta vừa mới tạo thì cơ bản là tạm được, chỉ có một số chỗ vẫn còn phải điều chỉnh một chút nữa thì các bạn sẽ lắng nghe và các bạn sẽ điều chỉnh. Đấy, coi như chỗ này là chúng ta làm ok rồi. Đấy, và chúng ta chỉ cần lưu ý là hát thì mỗi một từ ta sẽ bấm phím cách một lần, và đến cái đoạn nào ngân thì chúng ta giữ phím cách, khi nào hết ngân thì chúng ta mới bỏ. Và chúng ta tiếp tục nghe và lắng nghe và bấm tiếp, thì cứ lần lượt chúng ta cứ thế mà làm. Và cái phần quan trọng nữa, và một số video hướng dẫn làm karaoke và một số phần mềm là tôi cũng nghiên cứu qua và cũng thấy rất là phức tạp và rất dài dòng. Nhưng tuy nhiên hôm nay tôi hướng dẫn cho các bạn một cách nó dễ hiểu nhất và làm một cách nhanh nhất, ai cũng thể làm được. Sau đây cái chúng ta sẽ tải về và chúng ta sẽ làm được ngay. Người ta phải chèn rồi bóc tách rất là lâu, nhưng đây tôi sẽ có một cái sáng kiến cũng tương đối hay. Đi chúng ta lưu ý này, cái video mà lời của ca sĩ và cái đoạn video ở trên này là chúng ta chèn vào đây. Nhưng bây giờ ta bỏ đi, ta kích phải chuột vào cái phần video này, ta xóa bỏ video đi. Nhưng tuy nhiên xóa video nhưng cái phần chữ của chúng ta vẫn còn, chữ của chúng ta vẫn còn đây. Đấy, tôi lấy ví dụ như chỗ này, nó vẫn chạy bình thường như này. Thế vậy để thay cái video nền đằng sau này mà khi chúng ta đưa vào karaoke để bóc tách một cách nó dễ, thì chúng ta sẽ ứng dụng một cái là cái nền xanh ở trong điện ảnh, là nó chèn cái nền xanh này. Sau khi chèn nền xanh ta vào video nó bóc tách ra chỉ lấy nguyên chữ thôi, thì nó sẽ tạo ra một bản karaoke. Làm như sau, ta sẽ bấm vào cái MiraTrack này, thì chúng ta sẽ chọn cái nền xanh mà tôi tải xuống đây, ta bấm ok. Thế như vậy là chúng ta đã có một cái video nền xanh và chữ vẫn chạy bình thường. Đấy, và mất tiếng ca sĩ, đúng không? Mất tiếng ca sĩ rồi. Đấy, sau khi chúng ta chỉ cái mục đích chúng ta làm cái này để nó khớp nhạc và lấy chữ thôi. Để tí chúng ta sẽ xử lý sang một bước khác. Đấy, đã xong. Bây giờ chúng ta sẽ làm sao? Ta lưu nó lại. Ta bấm vào file, ta bấm vào export, bấm vào movie file. Hỏi là lưu không đây, đúng không? Ta sẽ lưu. Yes, ta lưu. Đấy, tôi đã lưu cái phụ nữ làng tôi karaoke nền xanh rồi.
Để đây các bạn sẽ cũng lưu một cái gì đó cho nó dễ nhớ vào đây, và sau đó bấm save. Tôi ví dụ luôn ở đây thì chúng ta xem là nhìn bấm cái một đi cho nó khác cái kia đúng không ạ? Ta bấm save. Đấy, nó sẽ save cái dự án này lại. Và nó tiếp tục nó hỏi một cách là bạn có muốn tạo ra một cái video không? Ta bấm ok. Đây là kích thước. Chúng ta có thể thay đổi này, kích thước là 1280 và 720 này, nước chuẩn HD rồi, đúng không? Đấy, tất cả cái mặc định này, các cái khung hình trên dây này chúng ta có thể chọn là 30, nhưng chọn là thằng nào cũng được, tôi để mặc định đi. Rồi, tất cả mọi cái này, kể cái phần là chất lượng audio như nào, chúng ta cũng thể để lưu nhá. Đấy, tùy các bạn, chúng ta bấm ok. Đấy, như là một đi. Và quá trình video này nó sẽ chạy và sẽ lưu lại, nghĩa là xong. Thế như vậy tôi đã lưu sẵn cái rồi thì ta thôi không lưu nữa. Đã, không lưu nữa. Thế như vậy trong cái phần mềm Sayatu mà tôi hướng dẫn cho các bạn làm cái phần karaoke như này là xong. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một cái phần nữa cũng tương đối là quan trọng, đó là chúng ta sẽ ghép cái lời này vào cái bản nhạc beat của chúng ta đã thiết kế. Thì chúng ta sẽ đóng cái phần này đi, chúng ta xong cái phần này rồi, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ mở cái phần mềm FreeMusa mà tôi đã hướng dẫn với các bạn, Fira 9. Trong cái mục này tôi đã thiết kế sẵn cho các bạn để giảm bớt cái thời gian. Còn cái phần mà để tạo video hay là lồng ghép video như thế nào thì các bạn sẽ phải nghiên cứu, mà có thể tôi sẽ hướng dẫn cho một cái bài khác. Còn cái mục cho hôm nay tôi chỉ hướng dẫn cho các bạn là cách tạo karaoke thôi. Đây ví dụ tôi lấy ví dụ như này. Đây là cái file bài hát mà tôi tạo cho thầy Hà, vẫn là cái bài Phũ Lành Tôi đã tạo sẵn đi rồi. Các bạn xem qua. Bây giờ chúng ta chỉ cần chèn cái đoạn lời vào đây nữa là chúng ta sẽ xong. Xong cái bản karaoke này. Sẽ thay cái bản nhạc này bằng cái nhạc beat. Ta xóa cái phần âm thanh này đi. Và chúng ta sẽ chèn vào đây là cái bản nhạc beat. Ta vào phần media này. Chúng ta tìm đến cái bản nhạc beat mà chúng ta đã chuẩn bị. Đây, Phụ Nữ Làng Tôi. Tôi đã tạo một cái bản nhạc beat đi rồi. Đây là bản nhạc beat. Bạn lưu ý này, đây cái bản trên là bản lời này, bản dưới này bản beat. Bây giờ ta sẽ kéo cái bản beat xuống cái phần audio đây. Đấy, chúng ta nhìn thấy đã khớp chưa, khớp rồi đúng không? Rồi, khớp rồi. Bây giờ chúng ta thử. Bây giờ chúng ta sẽ làm gì nhỉ? Chúng ta sẽ đưa cái lời karaoke mà chúng ta vừa mới tạo lúc nãy vào đây để chúng ta sẽ tạo thành một bản karaoke. Đấy. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đưa vào và vào import này, chúng ta sẽ tìm đến cái video nhạc nền xanh mà karaoke đấy. Để xem nó chỗ nào. À đây,
phụ nữ làng tôi karaoke nền xanh đây. Ra được đây và nó hiện đây và chúng ta sẽ chèn vào cái video ở phía trên này. Đấy. Các bạn lưu ý này, khi ta đưa vào đây thì nó sẽ là nền xanh, mà bây giờ quan trọng là loại bỏ cái nền xanh này đi, chỉ lấy lại nguyên chữ thôi. Đấy, ví dụ như chỗ này đây, đến đây là có chữ nữa không ạ? Đấy, thế như vậy chúng ta sẽ loại bỏ cái nền xanh để lấy chữ. Thì chúng ta sẽ làm như nào? Trong phần mềm này nó cũng rất là hay hỗ trợ chúng ta loại bỏ cái nền xanh, đó là chúng ta sẽ bấm vào cái biểu tượng này này. Đấy, green screen này, hoặc là chúng ta kích phải chuột, chúng ta sẽ vào green screen, hoặc là chúng ta bấm tua phím Ctrl Alt G nhá. Đấy, nó hiện lên một cái mục. Đấy, và nó mở lên. Và chúng ta để muốn trong suốt là đẹp thì chúng ta sẽ kéo cái phần này lên hết cỡ để trong suốt. Bấm OK, như vậy thế là đã xong. Các bạn thấy làm rất là dễ đúng không ạ? Bây giờ chúng ta thử cái thành quả mà chúng ta làm như thế nào. Ta tua lên một chút nhé, cái phần này này hơi lâu. Đây rồi. Theo ý thích của chúng ta. Thì còn tìm hiểu cái phần mềm như này thì nào thì chúng ta sẽ có một bài sau. Và sau khi chúng ta làm xong rồi, bây giờ mục cuối cùng đó là chúng ta sẽ xuất ra video. Chúng ta sẽ phải import. Chúng ta có chọn ổ D này, rồi ổ D cũng được. Và chúng ta có thể chúng ta sẽ thay đổi ở đây. Ta để phần tốt nhất đi, đúng không ạ? Tùy chúng ta. Và về các MV hay MV4 hay AVI, nếu ra AVI thì chất lượng âm thanh nó sẽ là tuyệt vời nhất. Đó, ra AVI âm thanh sẽ tuyệt vời hơn. Chúng ta sẽ xuất nhé. Và quá trình chạy video này nó sẽ chạy. Khi nào đến hết video thì chúng ta đã xong cái bản cam kết. Và chúng ta sẽ up lên YouTube để chúng ta sử dụng thôi. Còn các bạn muốn cái phần mềm, hai phần mềm là Sayatu và cái phần mềm Freemusa này thì các bạn sẽ comment phía dưới, hoặc là chúng tôi sẽ để trong cái mục phía dưới, các bạn sẽ tải về và các bạn sẽ sử dụng cái phần mềm này. Phần mềm cũng rất là hay. Rất nhiều người sử dụng cái phần mềm này. Thế như vậy là cơ bản tôi đã hướng dẫn và tạo cho các bạn tạo ra một cái video karaoke để chúng ta sẽ làm. Đấy, các bạn nếu thấy hay và có ích thì các bạn sẽ bấm đăng ký và bấm theo dõi để nhận những video mới nhất về hướng dẫn các sử dụng một số phần mềm này và một số tiện ích. Trong cái phần này đợi cũng hơi lâu nên là tôi xin tạm dừng ở đây, và các bạn sẽ đợi nó chạy thế nào xong là chúng ta sẽ xong thôi.